Với việc sẵn sàng về hạ tầng viễn thông băng rộng qua cáp quang và di động, công nghệ 5G sẽ là tiền đề để tất cả các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế thực hiện chuyển đổi số, sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đến năm 2030, 100% dân số Việt Nam được phủ sóng 5G. Đây là nội dung tại sự kiện thúc đẩy kết nối phát triển hệ sinh thái 5G tại Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội. Hội thảo do Qualcomm Technologies và Samsung tổ chức đã quy tụ đại diện nhiều bên liên quan để thúc đẩy cho mục tiêu chung là phát triển một hệ sinh thái di động 5G tại Việt Nam, hưởng ứng nỗ lực chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của đất nước. Trong 3 năm qua, đã có 180 nhà mạng trên thế giới triển khai 5G thương mại. Tốc độ tăng trưởng thuê bao 5G vượt so với tốc độ chuyển sang 4G trước kia. Theo đại diện Qualcomm, dự kiến cuối năm 2022 sẽ có khoảng 2 tỷ thuê bao 5G và từ 2 đến 3 năm tới, con số này sẽ là khoảng 3 đến 4 tỷ. Đây là cơ sở để tạo ra mô hình hoạt động mới cho các nhà mạng. 5G với những cái năng lực về tốc độ cao, độ chế thấp và cái năng lực kết nối lớn để xây dựng những cái giải pháp về chuyển đổi số. Ví dụ như chúng ta muốn thực hiện những cái giải pháp về nhà máy thông minh, ứng dụng công nghệ trong việc đào tạo, trong việc chữa trị y tế. Ví dụ như là những cái chữa bệnh từ xa, thực hiện những ca mổ từ xa. Các nhà mạng lớn Việt Nam hiện đang triển khai thử nghiệm 5G thương mại. Nhiều chuyên gia đánh giá bước tiếp theo cần tiếp tục triển khai là mở rộng độ phủ 5G, đồng thời có những chính sách chính thức về băng tần, giấy phép để các nhà mạng triển khai được trên diện rộng. Cùng với đó, 5G không chỉ dừng lại ở smartphone mà phải tiến tới các ứng dụng mới. Cần cái sự hợp tác của cái hệ sinh thái di động. Tại vì nhà mạng thì triển khai hạ tầng mạng thôi, nhưng mà cần nội dung, cần những cái nhà tích hợp hệ thống để xây dựng được những cái giải pháp, ví dụ như mạng 5G riêng, ví dụ như là những cái giải pháp về thành phố nhà máy thông minh, lớp học thông minh, rồi nông nghiệp thông minh, y tế thông minh để có thể là đưa được những cái ứng dụng mới của 5G. Tới năm 2030 thì bắt đầu chuẩn bị cho 6G. Thế thì 5G FMWay nó là một cái bước chuyển tiếp rất quan trọng. Và các quốc gia muốn đi đầu về 6G trong tương lai thì bắt buộc phải triển khai công nghệ 5G FMWay thành công. Hiện Việt Nam đặt mục tiêu sớm phủ sóng 5G tới các khu công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu, khu công nghiệp có nhu cầu ứng dụng 5G ngay khi được cấp phép. Và đến năm 2025, cơ bản dân số được phủ sóng 5G. Đến năm 2030, 100% dân số được phủ sóng 5G.